Con định mà thọ bát sớm nhưng mà con thấy sư chưa vào nên con đọc thêm một bài kinh nữa thì đã trễ, nên con hơi lính quýnh. Dạ, trễ giờ của đạo tràng ông bài, và con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời. Dạ, hôm nay không có cô tu nữ nào. Bạn Đông ơi, bạn Đông mở hàng đi, rồi kính mời đạo tràng. Dạ, bữa nay Như Quỳnh thấy đạo tràng vào rất là đông. Dạ, kính mời đặng đông nha. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con lính quýnh quá, con không có nhìn thấy sư vào đạo tràng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ông bài, Thiên Phong ông bài, Cao Pháp Quốc Kinh 393. Dạ, con kính nhân quý thính sư. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 393. Na-a-cha-ta-hi-na-go-te-na-na-cha-cha-ho-ti-ra-ma-no Dâm hi sa chanh cha tham mô cha nô su chi so cha ram ma nôm na cha ta hi na go te na cha cha ho ti ram ma nôm Dâm hi sa chanh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma nôm na cha ta hi na go te na cha cha ho ti ram ma nôm Yam hi sa chanh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma nôm Được gọi bà La Môn, không vì đầu bện tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và sư sinh những mít cho đông. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 393. Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti brahmano yam hi sat chan cha tham mon cha Sô su chi sô wa brahmano Na cha ta hi na go te na Na cha cha hồ ti brahmano Dầm hi sắc chàng cha thầm mồm chá Sô su chi sô wa brahmano Na cha ta hi na go te na Na sắc chắc Chà hồ tí brahmano dầm hí sắc chàm chá thầm mùng chá sồ số chi sồ quá brahmano Được gọi bà La Môn, không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti brahmano dầm hi sắc chàng cha tham mô cha so su chi so wa brahmano chẳng gì bệnh tóc thọ sanh chẳng gì giai cấp thanh danh gia đình với ai chân hạnh tuệ minh bà mặt la môn ấy xứng dinh gọi là bản dịch của hòa thượng giới đức
Dạ, con đã kể xong, kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mạ Giá, Nam Mô Phật Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ tự viên, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể kinh Pháp Cú số 393 ạ. Na cha ta hi na vô tí na na ya cha hô tì đấm ma nô dầm hi sắc chân thầm cha thầm mô cha số si chê số và râm ma nô na cha ta hi na vô tí na na ya cha hô tì đấm ma nô dầm hi sắc chăng cha thăm mô cha số si số số su chi số su chi số và râm ma nô được gọi bà la môn không gì đầu bẩn tóc không chủng tộc thọ sanh ai thật chân chánh tịnh mới gọi là bà la môn. Đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Na cha ta hi na vô tế na na cha cha hô thì tâm ma nô dầm hi sắc chân cha thâm mô cha số su chi số và tâm ma nô chẳng gì bệnh tóc thọ sanh chẳng gì giai cấp thân danh gia đình với ai chơn chánh hay chơn hạnh tuệ minh bà la môn ấy xứng danh gọi là. Đó là khổ thơ của hòa thượng giới đất. Và cảm ơn chị Đặng Đông đã bóp bài ạ. Con xin gửi mic lại cho chị là Hương. Dạ, kính cảm ơn chị Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá và Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông đã cho biết âm thanh rõ về chị Trần Đạo. Dạ, con xin đọc bài 393. Na chát tà hi na gốt tề na, na chát tà, na chát cha hồ tí brahm ma nô dầm hi sát chành cha thầm mô cha sô su chi sô wa brahm ma nô na cha ta hi na gút tê na na cha cha hồ tí brahm ma nô dầm hi sát chành cha thầm mô cha sô Suchi so Vabramano được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc không chủng tộc thọ sanh ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Và bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu: chẳng vì bệnh tóc thọ sanh chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình với ai chân hạnh tuệ minh bà la môn ấy xứng vinh gọi là. Và phổ thơ của thượng tọa giới đức: na cha ta hi na go te na na cha ta ho ti brahm ma no ya hi sat chan cha tham mo cha số chút chi số và brahm ma nô na cha ta hi na go te na na cha ta ho ti brahm ma nô ya hi sat chan cha tham mô cha số chi số brahm ma nô được gọi Bà La Môn không vì bệnh tóc không chủng tộc thọ sanh ai thật chân chính tịnh
mới gọi Bà La Môn. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh tuệ minh, Bà La Môn ấy xứng xứng vinh gọi là. Và đó là phổ thơ thượng tọa dưới đất. Và mến mời và vị kế tiếp. Dạ, sa thứ lành thay, cảm ơn chị Tâm Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Kính lễ đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, mấy mình kính chào quý anh chị. Con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Đặng Đông, chị Tâm Phương, chị Nhật Quỳnh. Con xin phép được trở bài câu pháp cú số 393. Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti ram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha so su chi so va ram ma no Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti ram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha so su si so va ram ma no Na cha ta hi na go te na Na san cha ho ti ram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha so so chi so va ram ma no Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: Na cha ta hi na go te na Na cha cha ho ti ram ma no Ni sa chan cha tham mo cha So su chi so wa ram ma no Chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh tuệ minh, Bà La Môn ấy xứng vinh gọi là. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em mình mến mời Sittina tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tự Nhiên, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Na cha ta hi na ko te na na cha cha ho ti bram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha su su chi su wa bram ma no na cha ta hi na ko te na na cha cha ho ti bram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha su su chi sô sô chi sô sô chi sô Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi là Bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu: Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti bram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha su si chi su wa bram ma no na cha ta hi na go te na na chan cha ho ti bram ma no yam hi sa chan cha tham mo cha su si chi su wa bram ma no Chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh tuệ minh, Bà La Môn ấy xứng vinh gọi là Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thần thẩm linh hạnh đại đức tuệ nhẫn, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Dạ, cảm ơn rạng đông ánh minh hoa nguyệt đã cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ câu pháp cú số 393. Na cha ta hi na go te na na cha cha hu ti ram ma no yam mi sat chang cha tham mo cha su su chi su ram ma no na cha ta hi na go te na na cha cha hu ti ram ma no yam mi sat chang cha tham mo cha su su chi su va ram ma no. Được gọi Bà La Môn, không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Nát chát ta hí na gót tề ná nát chát ta nát chát cha hồ ti rằm ma nô dâm hí sát chân chát thầm mô chá sô su chi sô quát rằm ma nô. Chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh tuệ minh, Bà La Môn ấy xứng vinh gọi là. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, bây giờ tự nhiên đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ, kính mời chị. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 393. Na cha ta hi na quát tê na na chát cha hô tí rầm ma nô dân hí sắc chạch chá thầm mồ chá xô xú chi xô quá rầm ma nô na chá tà hí na quất tê na na chát cha hô tí rầm ma nô dân hí sắc chạch chá thầm mồ chá xô xú. Mano dần hí sắc chân cha thầm mô cha sô sú chi sô quá râm mano. Được gọi Bà La Môn, không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi là Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chơn hạnh tuệ minh, Bà La Môn ấy xứng vinh gọi là. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đại lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đại lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đại lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con kính tri ân cô Ái Minh, cô Tuệ Duyên, kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ con nghe nói còn giờ nên con xin đọc.
Na cha ta hi na có tề na na cha cha hồ ti ram ma no dầm hi sắc chan cha tham mô cha so su chi so qua ram ma no được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc không chủng tộc thọ sanh ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn của hòa thượng Thích Minh Châu. Na cha ta hi na có tê na na cha cha ho ti ram ma no dam hi sắc chan cha tham mô cha so su chi so qua ram ma no na cha ta hi na có tê na na cha cha ho ti ram ma no dam hi sắc chan cha tham mô cha so su chi so qua ram ma no. Chẳng vì bệnh tóc, thọ sanh, chẳng vì giai cấp, thanh danh, gia đình. Với ai chân hạnh tuệ minh, bà la môn ấy xứng vinh gọi là của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ. Tịnh kính mời Xích Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, xa thú tặng Nhật Quỳnh chưa kịp tặng hoa nguyên tịnh nên tịnh mời rồi. Dạ, cảm ơn Giang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Tu Nữ Tệ Duyên và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh chuộc lỗi với đạo tràng. Nãy giờ con vị nào hành kiểm đọc chưa? Hành kiểm ơi, hành kiểm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hành kiểm đọc chưa? Xin mời bằng tay ạ. Mời hành kiểm nha. Hành kiểm đọc đi, tại hôm nay giờ này sư chưa có vào nên mời hành kiểm ạ. Dạ, cảm ơn tín hiệu của hành kiểm. Dạ, vậy Nhật Quỳnh xin được ôn bài. Dạ, cảm ơn Răng Đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Răng Đồng cho bài học. Cảm ơn Nguyên Tịnh. Và con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 393. Na chát ta hi na gớt tê na chát cha hồ ti sầm ma nô dâm hi sách chăng chạch thầm mơ cha sơ sư chi sơ quá rầm ma nô. Được gọi bà La Môn không vì đầu bệnh tóc không chủng tộc thọ sanh ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Na cha ta hi na gốt tê na na cha ta ho thì sam ma no dầm hi sách chân cha thăm mô cha sơ chô chi sơ hòa rẩm ma nô. Chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh minh bà la môn ấy xứng vinh gọi là. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính lãnh đại tri ân chi tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và còn vị nào chưa ông bà Nhật Quỳnh kính mời bàn tay. Và không thì Nhật Quỳnh sẽ khóa sổ nha quý vị. Dạ, yeah. Còn vị nào không Trạng Đông, Nguyên Tịnh. Dạ, yeah. Thật sự là Nhật Quỳnh. Hôm nay Nhật Quỳnh giống như con lật đật, nên là có lỗi với đạo tràng. Trạng Đông ơi, còn cái bàn tay vị nào chưa đưa lên không Trạng Đông? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Nguyên Tịnh. Xin Pháp Sư ạ. À. Dạ, yeah, hôm nay, dạ yeah, con... Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn cô Tu Nữ Tệ Duyên, Xích Thi Na, cô Ái Minh, Xích Tâm Phương, Xích Trạng Đông, Xích Trần Đạo. Cả hoan hỷ lên kệ kinh, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Cả hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, con kính tri ân sư, nhưng con đã được Đại Đức Tịnh Đạt báo là Đại Đức không vào đạo tràng, nên chúng con đã chuẩn bị bằng rồi. Dạ, con nành kính tri ân sư,
Và con kính bạch Tri Tôn Đức, Nhục Bình kính thưa đạo tràng. Hôm nay đại đức Tịnh Đạt bận rồi và đại sư đã chẳng với Nhục Bình thì không vào được. Và bây giờ Nhục Bình kính mời bàn tay của Rạng Đồng. Kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiến hóa. Dạ, bây giờ đạo tràng nghe thế nào ạ? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Tại vì sư nói chúng con để băng giờ có đệ đệ tại nhận điền khuyết không? Đạo tràng thì thay nào? Dạ, thỉnh vị thỉnh sư phải không? Vì thích Tina có trước máy không? Tina ơi, Tina thỉnh đại đức tại nhận. Alo, alo, Tina ơi, có trước máy không? Rồi, mời Tina thỉnh pháp sư nha. Dạ thưa con, kính đảnh lễ ban quan tâm bảo, con kính đảnh lễ đạo tràng, con xin phép được thỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Chaloka Thibati Sahambati Katan Chaliyan thì qua rằng aya cha tha san ti tha san tam para chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu cam pi mang pa cham san tham ma pe ring vinayan cha khayang sut tan cha ban thang abhi thang ma cham mang ako tayan tu cha thu san cha dan dang pam po thanai ye parisa yamat je chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời ló mộng đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 a giám vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con xin thành kính thỉnh đại đức Tịnh Mẫn đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi pháp hôm nay. Con kính đạo tràng thính pháp được an là Nam mô Bụt Thà Giác.
hôm nay tiện sư vào thì sư huynh Tịnh Đạt chắc có nói với cô Bài Nhật Quỳnh rồi. Và hôm nay chắc mình cũng không có học Pháp Cú hả? Hôm nay thì có dịp quý vị đặt một vài cái câu hỏi. Nếu quý vị thắc mắc cái điều gì đó thì sư xin chia sẻ là tốt hơn. Cơ hội đúng ra chúng ta học Pháp á, thì khi chúng ta học cái căn bản xong rồi thì chúng ta phải ngồi trao đổi lại hai chiều để chúng ta rõ cái ý nghĩa của giáo Pháp. Chứ còn chúng ta học như vậy đó là chúng ta bị khiếm khuyết rất là nhiều. Do đó mà đúng là chúng ta phải ngồi để thảo luận Phật Pháp nó mới là đúng lời Đức Phật dạy. Chúng ta làm rõ những cái ý nghĩa về các Pháp để chúng ta thực sự hiểu về khoảnh khắc này thì nó mới là đúng. Bây giờ thì con xin nên Đức Tam Bảo thôi, mình học câu 394 đi ha. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakhato phagawata thammo thammang namassami supatibano phagawato sawakasangko sangkhang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật, chứng đắc được đạo quả. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc như Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thất Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thân cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Thôi thì hôm nay đúng rồi, chắc cũng sắp xong những cái câu kệ này rồi. Vào những cái chương trình khác thì chúng ta sẽ có những cái dịp để chúng ta trao đổi chánh pháp thì nó tốt hơn. Hôm nay thì chúng ta học tiếp câu kệ số 394. Chúng con xin đọc một lần. Kinh tê chát ta hí đùm mê tháp kinh tê á chi ná sa tít gia ấp hành tha răng tê gác hát năng ba hí răng ba rí mách chát tít. Bản dịch văn xuôi của Ngài Incharananda là: này kẻ trí tồi, có ích gì với những búi tóc bệnh của ngươi, có ích gì với y phục bằng da dê. Ngươi đánh bóng ở bên ngoài, còn bên trong của ngươi là bụi rậm. Bụi rậm. Từ kinh tê chát ta hí đùm mê tháp, này kẻ trí tồi, có ích gì với những búi tóc bệnh của ngươi. Từ kinh ở đây á, là một cái đại từ nghi hay là thuộc về trung tánh chia theo chủ cách là gì, đại từ nghi vấn là gì á. Còn từ toan tê thì nó cũng là đại từ và chia theo sở thuộc cách.
theo cách số 2, thứ hai đó là của ngươi. Đùm mê thá thì cái từ mê thá tiếp động ngữ của nó là đúng, nó là một cái nhóm từ thuộc nam tánh, và ở đây chia theo hô cách là cái cách thứ 8. Này kẻ chí tội, đú là cái sự thiếu hay là sự xấu xa. Từ mê thá là cái danh từ nữ tánh mà nó chỉ cho trí tuệ, nhưng mà tiếp động ngữ ở đó nó đứng đằng trước là đú, nên là chí tội. Kinh tê ách chi đáp sa tiết gia là có ích gì với y phục bằng da dê. Achina Satiya, nó là một cái hợp từ là Achina cộng với Satiya, là một cái danh từ nữ tánh, ở đây chia theo sử dụng cách là với y phục bằng da dê. Achina là một cái danh từ trung tánh chỉ cho da của con dê. Satiya, Sati là một cái danh từ nữ tánh chỉ cho y phục. Vậy ở đây là những cái vị đạo sĩ, họ tu, họ hành, hay là họ mặc những cái y phục bằng những cái da của con dê hay con sơn dương. Từ áp phân tác răng tê gác hát năng bá hí răng bá rít mách chá xí, người đánh bóng ở bên ngoài, còn bên trong của ngươi là bụi rậm. Như vậy thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái môn phái, hay là rất nhiều những cái con người này, họ đi đánh bóng cái cung cách, cái sự bất thường ở bên ngoài. Đi đâu thì họ ngồi một cách trang nghiêm, họ tỏ vẻ mình rất là trí tuệ. Nhưng mà ở bên trong thì họ không hiểu được các pháp thực tại là gì, và họ vô minh tâm tối về cái con đường bát chánh đạo rất là nhiều lắm. Chúng ta phải như vậy học và hết sức cẩn thận. Bát phanh tá răng là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách là bên trong. Gá hát ná là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách là bụi rậm hay là rừng rú, ở đây chỉ cho vô minh tà kiến là vô minh tà kiến với cái nội tâm của mình. Ba hí rá đó là một cái tánh từ trung tánh chia theo đối cách là bên ngoài. Ba rí mắt chợ xí là một cái từ ba rí cộng với cái căn gọi là căn mắt, đó là một cái động từ. Theo động từ ở thể hiện tại là đánh bóng, tức là họ dùng những cái khổ hạnh ở bên ngoài, hình thức ở bên ngoài. Và người đời thì luôn luôn họ chạy theo những cái xu hướng cái gì đó đặc biệt, nó quái đản, chứ nó không được bình thường, thì người ta cho đó là thánh, là vị này là dữ dằn lắm. Nhưng mà không phải như vậy, thưa quý vị. Vị thánh nhân rất là từ tâm, rất là an lạc, và đời sống của vị đó chỉ là những cái cử chỉ hành động trong đời sống hàng ngày nó theo cái khuôn nếp của chánh đạo mà thôi, chứ không phải là họ đến cái hội chúng đó rồi họ khép nép, rồi họ giả bộ giả tịch làm như là để cho người khác nhìn thấy mình là cao thượng. Không phải,
Bởi vì các ngài sống với chân lý chứ không phải sống với con người, cái hình ảnh bên ngoài để cho người ta tôn sùng. Không phải như vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta thực sự hiểu thực tại thì chúng ta sẽ biết là các ngài chỉ biết những cái gì rất tự nhiên trong đời sống đang sanh thôi. Tiếp đầu ngữ là pari, là xung quanh. Từ mắt là cái căn của nó là đánh bóng. Và ở đây ngài Thích Minh Châu ngài dịch là kẻ ngu có ích gì, đệm tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xua. Và ở Việt Nam á, nó có một cái chương trình là có một cái vị gọi là tiến sĩ ở bên Miến hay bên Sri Lanka thì cũng là Nam Tông của mình hay sao. Vì đó dạy thiền thì vị đó chỉ tập trung ở những cái khách sạn thật là to. Và những người giàu có đi xe hơi đến và rồi là ôi xưa họ nói những cái từ nào như là cái người đó nói rằng con thấy hai kiếp, con thấy ba kiếp, rồi con thấy bốn kiếp, rồi người khóc kẻ cười khi trình pháp. Và người ta đi theo rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng. Và làm sao mà Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật không bị hủy hoại bởi những cái người mà được gọi là đi vào trong giáo pháp của Đức Phật được. Những cái người con, những cái người mà không thật sự cẩn trọng. Và trước Chư Tăng như vậy thì họ cho cái người Phật tử đó, những cái người Phật tử đó ngồi lên trên cái bàn tọa đó để nói cái sự đó cho Chư Tăng biết luôn. Và chính chúng tôi cũng được ngồi ở đó. Và chúng ta không hiểu được, khi mà chúng ta không hiểu được pháp đó, thì chúng ta không có cái, nếu mà thực sự chúng ta hiểu được chánh pháp đó, thì chúng ta nhớ là nó rất là nhẹ nhàng và nó có đầy đủ những cái năng lực từ tâm chân thật nhã nhặn, trí tuệ nó hiện bày một cách hết sức tự nhiên. Còn chúng ta không có cái gì cả thì làm ơn, làm phước, hãy tiếp tục bồi bổ ba la mật và cứ thế và lắng nghe và học giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta đừng tỏ vẻ mình là tiến sĩ, là giáo sư, ngã mạn khi mà chúng ta không có một cái tư cách gì đó mà chúng ta đem những cái pháp môn thiền này kia để chúng ta nhồi nhét. Và bây giờ thì mỗi một nhóm thì hành như này, nhóm kia thì hành như thế nọ. Và chánh pháp của Đức Phật ấy, nó rất dễ bị tai hại. Nên là qua cái câu kệ này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta khi mà chúng ta học pháp á, chỉ trên cái chữ cái nghĩa suông đã vô cùng khó rồi. Mà để chúng ta học đúng đắn về giáo pháp của Đức Phật á, thì còn khó hơn nữa. Và kể cả chúng ta học đúng đắn trong xa hiện tại rồi, mà để cho chánh niệm và trí tuệ đó sanh khởi được trong đời sống hàng ngày là cực kỳ khó khăn.
và người ta cứ dựa vào những cái tư tưởng để giảng dạy theo cái đường lối riêng biệt á, nó không đúng với cái pháp nhân duyên của nó đó. Thì dần dần chúng ta chỉ có mỗi một thứ đó là vô minh và tà kiến, nó dày thêm trong trong cái con người đó thôi. Mà thật là tội khi mà chúng ta xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, làm con của Đức Phật, ngày nào cũng cũng nghĩ mình là con của Đức Phật mà mình đem những cái thứ tà kiến mang những cái thứ tà kiến thì thật là tội, không quá tội. Nên là qua cái bài học này chúng ta phải phải thực sự thấy được cái điều đó. Và chúng ta lễ lang hay là chúng ta mặc kệ đó, chúng ta không nói cái gì hết á, thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc bới da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Ngoài mặt đánh bóng suông. Và kệ ngôn này thì được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Kutagarasana. Và đề cập đến một cái bà La Môn Kuhaka. Và Ngài tuyên thuyết lên cái bài kệ này. Và được biết rằng bà La Môn Kuhaka thì trèo lên một cái cây gần cái kinh thành Vesi, và trèo và ngược cái đầu xuống và nói rằng: các ngươi hãy cho ta 100 con bò, hãy cho ta tiền và hãy cho ta nữ nhân để hầu hạ ta. Nếu các ngươi không tuân thì ta sẽ rớt xuống chết. Và khi ta chết đó, thì khiến cái kinh thành này các ngươi sẽ bị tiêu hoại. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo đi vào cái thành khất thực. Và chúng ta qua đây chúng ta thấy bản chất của chúng sanh là sợ hãi. Bản chất của chúng sanh là sợ hãi, là ham sống, là muốn mọi sự tồn tại. Và khi có một cái ai đó lớn tiếng quát tháo hay là đưa ra một cái điều gì đó thì thường là một là chúng ta sợ hãi nghe theo, hai là chúng ta vào hùa và không có trí sáng suốt. Chúng ta đơn cử là cái sợ hãi của chúng ta là Đức Phật đã dạy trong cái kinh khu rừng, kể cả một cái lá cây ban đêm mà nó rơi rụng thôi, cái cành cây thôi mà tâm sân của chúng ta nó đã sanh khởi rồi. Vậy chúng ta sợ hãi cả những cái con tắc kè, cả những cái con sâu nữa. Rồi chưa đâu, chúng ta sợ hãi cả những cái ông thổ địa, ông thần tài mà đắp bằng đất để ở trên ban thờ đó, hằng ngày mà chúng ta cúng tế lạy lộc để mong cầu những cái điều hạnh phúc. Chúng ta sợ hãi mọi thứ mà chúng ta không biết là đã vô lượng những cái khoảnh khắc sợ hãi đó đi qua tâm mà không có trí tuệ để thấy biết được nó là pháp. Thì đơn giản như vậy thôi, nhưng mà có ai hiểu đâu, lời Đức Phật dạy có ai hiểu đâu, có ai hiểu đâu, phải không? Khi mà giáo pháp của Đức Phật khi mà được người trí nói lên á thì chúng ta mới bừng tỉnh thôi, chứ còn chúng ta cứ ngủ mê hoài mê hoài. Đó thì qua cái câu kệ này đó, vì nó nói một câu thì lúc bây giờ có Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo đi vào cái thành khất thực, và khi trở ra thì
vẫn thấy cái ông Bà La Môn này treo mình như thế. Riêng về dân chúng suy nghĩ, Bà La Môn này treo mình như thế từ sáng đến giờ, nếu y rớt xuống chết thì kinh thành này sẽ tan nát như cái lời nguyện của y đó. À, quý vị thấy không? Vì e sợ cái kinh thành bị tiêu hoại nên là dân chúng chấp nhận yêu cầu của Bà La Môn cắt cú, cú hắc cát và cú hắc cát, thì được những cái món y sinh mới chịu rời bỏ đi. Chư tỳ kheo thấy y đi giống như cái loài bò gần tỉnh sáng và sực nhớ đến và hỏi Bà La Môn ấy rằng: này Bà La Môn, ngươi có được những cái vật như ý muốn chăng? Vâng, được rồi chứ. Chư tỳ kheo mới bạch trình lên Đức Thế Tôn về việc này, và ngài nói rằng: này chư tỳ kheo, chẳng phải bây giờ Bà La Môn ấy là người dối trá đâu. Trong quá khứ y cũng đã từng dối trá như thế rồi. Bà La Môn ấy chỉ lừa dối được kẻ ngu thôi, chứ trong quá khứ y không thể lường gạt được người trí. Tại sao không lường gạt được người trí? Vì người trí hiểu được tất cả những cái gì nó sanh ra, nó sanh bởi nhân duyên chứ không phải bởi một con người nào đó. Các pháp nó chỉ đến sanh khởi bằng nhân duyên và rồi nó biến mất, chứ không có một ai chủ thể ở đây cả. Chư tỳ khu cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng bổn sanh, và ngài nói rằng thời quá khứ thì có một vị đạo sĩ dối trá, y sống nhờ một cái gia đình hộ độ trong cái làng Ca Mí Cá, và cái gia đình ấy đem cái vị đạo sĩ, xem cái vị đạo sĩ như là con ruột của mình, và dâng vật thực đến y vào buổi sáng thì vật thực, buổi chiều thì để dành cho ngày hôm sau. Thì một hôm gia đình ấy bắt được một cái con kỳ đà nấu thành cái món canh thượng vị, để dành một cái phần canh ấy dâng cho y vào ngày hôm sau. Và đạo sĩ dùng cái thịt kỳ đà đó thì tâm cái vị ngon đó, thì tâm cái vị này bị đắm nhiễm vào cái món ăn ấy. Và chúng ta thấy không, ở đây cũng lại tham về món ăn này. Nên chính vì sao mà chúng tôi luôn luôn nói với quý vị rằng, nếu quý vị không hiểu cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc trong đời sống hàng ngày, chúng ta không thể hiểu pháp. Và y nói rằng thịt gì mà ghê thế. Khi biết được đó là thịt kỳ đà thì đạo sĩ liền đi khất thực và được bơ sữa cùng với những món gia vị như là muối, vân vân. Rồi lúc này mới đem về cất riêng. Và bây giờ thì có một cái con kỳ đà ở trong cái gò muối gần tỉnh thất. Thường thì kỳ đà đi đến đảnh lễ đạo sĩ trong những cái thời thích hợp. Ở đây thì văn chương thì chúng ta phải hiểu là nó tôn lên thôi, chứ kỳ đà nào đã đảnh lễ. Và ngày hôm ấy thì đạo sĩ nghĩ rằng ta sẽ giết cái con kỳ đà này, và y giấu cái cây và ngồi niêm diêm như là ngủ để canh cái gò mối. Và chúng ta biết là con kỳ đà thì nó rất thích ăn những cái con mối. Con mối thì nó có rất nhiều chất dinh dưỡng. Và con kỳ đà từ cái gò mối chui ra và đi đến và thấy y có những cái cử chỉ khả nghi, bất thiện. Nó suy nghĩ: hôm nay ta không có hoan hỷ với cái hành động của vị đạo sĩ này. Và đây chúng ta phải nhớ đây là câu chuyện. Nhớ nha, hãy là câu chuyện. Đừng đi thêm quá xa với sức tưởng tượng. Và kỳ đà thì liền quay lại ha. Và thấy vậy thì gã đạo sĩ liền ném cái khúc cây để giết chết con kỳ đà. Nhưng mà khúc cây bị trượt đi thì kỳ đà chạy vào trong hang và đưa đầu ra nói với vị đạo sĩ: ta lầm tưởng ngươi là bậc có sự thu thúc như là Sa Môn. Này người kia, ngươi chẳng phải là Sa Môn.
Ngươi đã dùng cái khúc cây hại ta, hỡi người kém trí. Sự thắt bím của ngươi có được lợi ích gì? Bên trong người ấy đầy ô uế, nhưng bề ngoài ngươi lại để điểm tô có vẻ rất là đẹp đẽ. Và thấy âm mưu của mình bị lộ, thì đạo sĩ dụ dỗ của Kỳ Đà: và vị đó dụ con Kỳ Đà để ra ăn cơm xi lát, dầu, muối, tiêu của ta đầy đủ. Và Kỳ Đà đáp lại, thì chúng ta biết Kỳ Đà nó có ăn muối dầu là gì đó ha? Đây thì chúng ta biết là nó câu chuyện thôi. Thì bấy lâu nay thì cái người bị Kỳ Đà nghĩ bấy lâu nay là cái người là Sa Môn, giờ đây ngươi ném cái khúc cây toan giết ta, ngươi không phải là Sa Môn. Sự thắt bím của ngươi, thiếu chí như ngươi thì có lợi ích chi? Sự vật mặc y bằng da lai chi ná của ngươi thì có ích chi? Vì bên trong ngươi đầy ô uế, bên ngoài ngươi lại khéo điểm trang. Và sau khi thuyết giảng bổn sanh thì Đức Thế Tôn mới phán rằng: này chư tỳ kheo, đạo sĩ ấy chính là ta, Bà Nam Môn các cú thá chính là Kỳ Đà. Có chí nay chính là Đấng Như Lai. Và sau khi nhận diện ra bổn sanh thì Ngài tuyên thuyết lên kệ rằng: kẻ ngu có ích gì bận tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đó là cái bài kệ ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng sự xuất gia đó, xuất gia ra khỏi gia đình đó, thì điều đó cũng thật sự là rất khó mà rất hiếm. Mà xuất gia vào trong chánh pháp của Đức Phật cũng vô cùng khó, vô cùng hiếm. Nhưng mà trong đời sống xuất gia đó, thì cũng vô cùng khó khăn. Và chúng ta biết trong đời sống xuất gia thì ganh tị tật đố sang tham thì nó cũng không có thiếu cái gì hết. Các bạn đừng có hoa mỹ lên làm chi. Điều đó nó là pháp nó vận hành. Nhưng mà người trí đối diện với đó bằng cách trong sáng thôi, chứ còn nó là pháp, ở đâu nó cũng vậy hết á. Pháp duyên sanh mà. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta thần thánh hóa lên thì chúng ta không có thấy pháp đâu. Không có thấy pháp. Cái hình thức xuất gia thì nó nhiều. Đức Phật trong Tăng Chi thì Đức Phật đã dạy có 6 cái hạng xuất gia. Xuất gia khỏi gia đình, xuất gia vì thiếu lợ này, vì trốn lính này, vì hình phạt này, vân vân. Xuất gia vì thấy cái sự nguy hiểm của sanh tử, của đời sống gia đình đầy những cái chuyện phược dục lạc lôi kéo, vân vân. Thì chuyện của đạo sĩ thì ở đây chúng ta đọc xong cái câu chuyện này thôi, chứ còn nếu mà chúng ta kể những cái câu chuyện đó thì nó có đem lại lợi ích gì cho chúng ta nữa không? Chắc chắn là nó lại chỉ là một câu chuyện. Như vậy thì chúng ta phải quay về với pháp. Quay về với pháp hiện giờ. Thì Đức Phật dạy cái câu kệ này là gì?
kẻ ngu có ích gì, bận tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đóng bóng, đánh bóng xua. Vậy người con của Đức Phật á, nhiều người rất là màu mè khi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Khi chúng ta đi đến đâu đó, chúng ta giả bộ trang nghiêm ở bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta sống với riêng mình ở chùa với chư tăng, thì họ la hét chửi rủa mắng mỏ, nhưng mà đó là bản chất. Khi mà không hiểu pháp thì không có gì để thay đổi được cả. Vì vô minh á, nó che mờ không cho cái sự hiểu biết được. Mà giáo pháp của Đức Phật á, thì quý vị biết rồi đó. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dùng cho người trí, tức là chỉ có người trí mới hiểu được thôi. Bởi vì đặc tính pháp á, là vô cùng thâm sâu và vi tế. Bây giờ đang có vô minh này, mà chúng ta có hiểu không này? Bây giờ nó đang có chiền cái, chứ đừng có nghĩ rằng chiền cái nó ở đâu. Bây giờ nó đang có cứng, có mềm, có nóng, có lạnh. Thì chúng ta có khi nào quay về những khoảnh khắc này không? Nếu mà chúng ta không quay về được với khoảnh khắc này, đó là kẻ ngu đó. Kẻ ngu chính là gì? Là vô minh, nó che mất hết rồi, che lấp hết những cái thực tại chân đế, bản chất của nó. Vậy ở đây kẻ ngu là những kẻ thực hành sai trái, những cái đạo lộ sai trái. Kẻ ngu là không biết được cái con đường chánh pháp, con đường chánh đạo. Họ thực hành một cái khổ hạnh gì đó lâu dài để cho những cái người khác họ thường chú ý tới, và đến một hôm, một cái cơ hội nào đó thì họ dùng cái chiêu thức và họ nhấn lại một chút xíu và họ đưa ra cái chiêu thức đó. Và thế là hội chúng nó chạy theo đông, và từ cái đông đó nó ảnh hưởng tới cái quần xanh. Nên rõ ràng là người trí rất là ít. Và kẻ ngu thì không có ích gì cả. Nhưng mà ở đời thì họ thường đi theo.
Như vậy kẻ ngu ở đây là gì? Là những người không có biết được đời sống này chỉ là các pháp hữu vi, là vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ là những cái tính chất tan hoại ở ngay đó. Và kẻ ngu thì chạy theo những cái hình tướng bên ngoài. Và đi theo kẻ ngu á, thì không có ích gì cả. Đi theo kẻ ngu thì chỉ tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và tái sanh lên xuống mà thôi. Và thế nào là kẻ trí? Những người nào mà không thấy được cái khoảnh khắc âm thanh này, hay là khoảnh khắc nghe này, khoảnh khắc ngửi, khoảnh khắc lế này, là pháp hữu vi, là duyên sanh, là vô thường, là biến hoại, là vô ngã. Thì những người đó vẫn còn ở, vẫn còn chung với những cái con người đó. Quý vị có thấy cái đối tượng thị giác nó sẽ trở thành những cái tưởng, những cái sợ hãi, những cái cảm thọ, những cái tâm thức hướng về. Những cái âm thanh nó cũng trở thành làm duyên cho những cái xúc, những cái thọ, những cái tưởng, những cái hành, sợ hãi, tà kiến, phải không? Rồi những cái mùi nó cũng làm cho cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành trở nên tà kiến. Ví dụ đi ban đêm mà chúng ta thấy những cái mùi của con bọ hung, hay là mùi của cái phân rơi, thì chúng ta lại nghĩ rằng đây là mùi của ma, của quỷ. Mà chúng ta chúng ta không thấy được. Và kẻ ngu thì luôn luôn cho những cái thứ này là gì? Là ma, là quỷ, là gì? Là thần thánh. Nhưng mà nó chỉ là đất thôi, là nước, là dựa lửa, là gió, là màu, là mùi, là vị. Thì tất cả thế giới này nó dệt lên từ những cái đất nước lửa gió màu mùi vị này. Tâm nó bám chấp vào đó, nó si mê vào đó, và những cái câu chuyện tưởng tượng thần thánh hóa đủ kiểu trên đời, có phải là do từ thấy nghe ngửi nắm đụng mà ra không? Nên là Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải biết rất rõ về những pháp ở trên sáu căn này.
ai là người phá hủy chánh pháp của Đức Phật nếu không phải là chúng ta? Mà ai là người làm sáng dực giáo pháp của Đức Phật ngoài chúng ta ra? Chúng ta luôn nóng thực hành và ước muốn, và chúng ta nghe ai đó nói về thiền này thiền kia, và chúng ta không có chịu thẩm xét xem là cái đó Đức Phật nói về cái gì, và cái từ thiền đó nó chứa đựng cái gì. Và chúng ta chỉ có chạy theo đó và mong mỏi để đạt được. Thế còn những cái thứ mà nó đang là thực, là nó xuất hiện, thì không có cái hiểu biết nào cả. Thì có phải là chúng ta là người ngu hay là kẻ trí? Và những cái bậc mà nói về những cái pháp thiết thực hiện tại bây giờ đó, thì người ta hùa nhau, người ta lên YouTube để người ta phản đối, người ta đã phá người ta dở những cái pháp học mà ghê gớm ra để người ta đã phá. Nhưng mà nội tâm của mình thì lại đầy cấu vết. Đầy cấu vết. Như vậy thì chúng ta thấy là giáo pháp của Đức Phật ấy, nếu mà chúng ta không có hiểu được pháp hiện tại, không có cách nào mà có thể chúng ta tẩy rửa được vô minh, tẩy rửa được phiền não, tẩy rửa được cấu uế ganh tị tật đố cả. Khi có ganh tị tật đố mà chúng ta không biết, không thấy, không rõ, không chánh niệm tỉnh giác, và chúng ta khi nó qua rồi chúng ta mới ngồi thiền để chúng ta diệt trừ điều đó, điều đó là vô lý hết sức, vô lý mà vô lý vô cùng luôn á. Cái mà đang có mặt không hiểu mà chúng ta đợi mong mỏi, đợi tìm cầu cái điều gì đó để hiểu, thì xin thưa rằng nó vô lý vô cùng, không sao mà chấp nhận được. Chắc chắn là bây giờ chúng ta chưa có niết bàn mà chúng ta nói hoài về niết bàn thì đó là vô lý. Nhưng mà tôi đảm bảo với quý vị rằng bây giờ đang có cái nghe, cái ngửi, cái nếm, hoặc cái xúc chạm cứng mềm, những cái cảm thọ, suy nghĩ, chắc chắn là như vậy. Vậy khi mà chúng ta hiểu được cái nghe chẳng hạn, thì nó nghe cái gì? Nó nghe âm thanh. Nó chỉ đơn giản là âm thanh thôi. Nhưng mà có cái hiểu không? Nếu có trí tuệ thì hiểu. Âm thanh là khác. Âm thanh là một sắc pháp, mà nó cũng là một đế, khổ đế. Nó chắc chắn không phải là tập đế rồi.
Như vậy cái nghe đó nó cũng là một danh pháp, chắc chắn nó phải là khổ đế, nó không phải là tập đế rồi, bởi vì nó là quả nên nó không thể nào có tham được. Như vậy thì cái khoảnh khắc dính mắt vào cái được nghe đó phải ở sau cái khoảnh khắc nghe đó. Và điều đó chắc chắn nó xảy ra trong đời sống hàng ngày liên tục và liên tục. Có ai biết về nó không? Chính vì không biết, không rõ, đó là si mê thôi. Và khi nó có mặt thì mình biết rõ nó thì không có si mê nữa. Nói ra thì rất là đơn giản phải không? Nhưng mà bốn la tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài phải đào tạo đầy đủ ba la mật mới thấy được chúng như chúng là. Và chúng ta mới được nghe về cái pháp chân thật đó thôi, để mà chúng ta trực giác với nó khi mà thật sự cái khoảnh khắc nghe đúng này đó, thực sự cái khoảnh khắc chánh niệm trí tuệ nó sanh lên rất là vô tình mà không có không gian và thời gian đó, nhưng mà nó phải được nghe từ bây giờ. Và cái khoảnh khắc giác ngộ đó có thể là bây giờ, nhưng mà có thể là một khoảnh khắc nào đó trong tương lai gần hay tương lai xa, nhưng mà nó cần phải được nghe đúng về nó. Đó là nhân và duyên để cho tâm nó tiếp cận sát với thực tại. Chúng ta ở xa thực tại, mà hàng ngày chúng ta sống với thực tại và chúng ta rất xa thực tại là sao? Là vô minh nó quá lớn, chứ không có gì khác. Bây giờ chúng ta muốn gần vào cái thực tại đó thì chúng ta phải nghe gần về nó, thì cái tưởng, cái nhớ, cái ghi nhận sát về nó, thì cái chánh niệm trí tuệ nó mới đi vào đúng cái pháp của nó được. Và giáo pháp, bản chất của giáo pháp nha, là không có chấp nhận kẻ ngu. Kẻ ngu ở đây là gì? Kẻ đần độn, kẻ thiểu trí, kẻ nhơ bẩn đi vào trong chánh pháp, lợi dưỡng cung kính, làm ba cái chuyện tào phào và chỉ lấy giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng rồi tô vẽ, mục đích cũng để có tiếng thăm, có danh lợi. Đó là kẻ ngu, không có thấy được cái lợi ích vô cùng cao quý của chánh pháp đem lại. Cái người nào học đúng chánh pháp á, các bạn yên tâm đi, giới định tuệ nó sanh một cách tự nhiên, trong sáng. Không bao giờ mà nó đẩy các bạn vào những điều ác đâu mà sợ. Bản chất của chánh pháp là như vậy, chứ không phải là Đức Phật bắt chúng ta phải như vậy. Không, Đức Thế Tôn thấy rõ được pháp bằng tuệ giác. Bất cứ ai khi mà đã nếm hương vị của thực tại rồi, là người đó sẽ thành tựu mọi giới hạnh hết, kể cả thời gian có dài bao lâu thì cũng tới đích thôi. Chúng ta có đủ tâm để lắng nghe hay không? Chúng ta có đủ thay đổi cái chi kiến của chúng ta cho thật đúng đắn hay không? Chúng ta có chấp nhận những cái lời pháp rất là mới tinh, của những bậc chí đã thuyết giảng cho chúng ta
những cái khía cạnh sâu sắc nữa hay không? Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta nói về thiền này thiền kia là chúng ta có thiền ư? Không có đâu. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi đến trường thiền này, chúng ta đi đến trường thiền kia để chúng ta tập để có thiền chứ gì. Tôi khẳng định với quý vị là không có. Nhưng mà chắc chắn cái nhân duyên nghe chánh pháp đúng đắn, thì nếu đủ duyên về thiền định sẽ có thiền định. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có thiền tuệ. Và thiền nào thì cũng được dẫn dắt bởi trí tuệ hết. Như vậy cái nhân trí mà chúng ta không có tạo đúng đắn trong nghe pháp mà chúng ta đòi đi thực tập thiền thì là không có được. Và người ta nói thiền định, quý vị nghĩ rằng thiền định đắc dễ như chơi, nhưng xin thưa là không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thiền định mà thiền hơi thở thì càng vô cùng khó nữa. Mà thiền hơi thở thì chỉ dành cho những cái bậc đại đại trí mà thôi. Và để thuần thục nó, ba la mật đó, phải rất là nhiều và chín mùi. Vậy chúng ta là ai ở trong cái thời điểm này? Và chúng ta cứ nghĩ rằng là ai đó nói một vài cái điều gì đó chúng ta chạy theo là ngày mai có đạo, có quả, có niết bàn. Tâm của chúng ta nó chỉ mong muốn để đạt được chứ nó không có cái hiểu về thực tại. Người trí thì đâu có dạy đi chạy theo. Người trí biết mình là ai. Phải hiểu từng chút một ngay thời điểm hiện tại. Nếu thời điểm này không hiểu thì làm sao mà có nhân có duyên nào để hiểu. Xét ra hiện tại mới là đối tượng của sự hiểu biết. Và xét ra hiện tại đó là cái gì? Đó chính là những cái pháp xung quanh chúng ta, như là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là những cái suy nghĩ. Và chúng ta không thể nào chạy khỏi sáu cái căn này được, bởi vì thế giới chỉ có sáu căn. Và thường thì chúng ta cứ chạy ra bên ngoài để tìm cái gì đó để hiểu. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta đó là hiểu cái câu chuyện, hiểu cái người này người kia, chứ không phải là cái đó là cái tâm nó đánh lừa chúng ta, chứ không phải là chúng ta hiểu về pháp, về cái thực. Và thường thì ai cũng nghĩ như vậy là trí tuệ, đồng ý là cái pháp học á là nó có cái trí. Nhưng mà phải học thật là đúng kìa. Chứ còn không á, thì lúc đầu nói vài từ Bali xong bắt đầu cái câu chuyện nó dài tới 2-3 tiếng đồng hồ. Đó đâu phải là trí tuệ các bạn. Không phải, đó không phải là trí tuệ. Trí tuệ nó phải thấy được pháp ở đâu, phiền não ở đâu. Và kẻ ngu thì có làm cách nào ấy chăng nữa thì cũng không có ích gì, không lợi ích gì cho mình, cho người cả.
dầu họ có đánh bóng tên tuổi như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ dẫn dắt được những cái kẻ ngu đi chung với họ và nhiều đời nằm bà con quyến thuộc trong sanh tử luân hồi mà thôi. Và cái đó là không bao giờ mà ra khỏi sanh tử luân hồi được. Tà kiến nó đã dẫn dắt khó lắm. Và chúng ta biết này, cái ý niệm về ngã đó nó lớn lao và nó quanh quẩn trong đời sống của chúng ta suốt cả ngày, từng khoảnh khắc một. Hở ra một cái là có ý niệm về ngã rồi. Nên là khó thấy được pháp lắm. Nên là kẻ ngu á, không có chịu lắng nghe giáo pháp, không có khéo như lý tác ý biết về pháp, bận tóc hay là dầu có làm cách nào, đánh bóng tên tuổi cách nào thì cũng chỉ làm đầy thêm phiền não thôi. Nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt thì đánh bóng suông. Và chúng ta biết đó, còn các bậc hiền trí thì rất là đơn giản và thanh tịnh nhẹ nhàng. Vì sao? Các ngài thấy nó là pháp thôi chứ các ngài không có sượng sùng gì với nó hết. Cái đó là khó à nha, cái đó là khó à. Các ngài thấy đúng pháp của nó thôi, cái trí tuệ thấy đúng là vô ngã thôi, nên nó nhẹ nhàng lắm. Còn chúng ta đóng kịch là đóng với cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, nó đóng kịch nên là nó không tự nhiên, không thanh tịnh được. Còn khi nào chúng ta hiểu tham thì chỉ là tham thôi, khoảnh khắc tà kiến là khoảnh khắc tà kiến thôi. Khoảnh khắc là tà kiến cũng là một đối tượng cho trí tuệ, khoảnh khắc tham cũng là một đối tượng cho trí tuệ. Thì không nhờ khoảnh khắc đó thì mới biết được đâu là tà kiến và đâu là tham chứ. Từ khoảnh khắc của thọ ưu, khoảnh khắc của thọ hỷ thì nhờ cái khoảnh khắc của thọ ưu thì mới biết được nhân duyên của thọ ưu. Nhờ khoảnh khắc của thọ hỷ thì mới biết được nhân duyên của cái pháp thọ hỷ nó sanh khởi chứ. Đó. Thấy pháp là thấy như vậy đó. Cũng là pháp đó thôi, nhưng mà người hiểu nó không có ý niệm về ngã, còn người không hiểu, kẻ ngu thì chấp nó thôi chứ không gì hết. Phải không? Như vậy câu kệ này Đức Phật dạy kẻ ngu có ích gì, bận tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Về ở đây Đức Phật dạy con của ngài hãy là những người thực tu, thực học, thực thấy, thực biết từng chút một, chớ có vội làm thầy, làm bà. Để mình biết tới đâu mình phải có chân thật tới đó, mình chia sẻ những cái gì thật hiểu, thật biết thôi. Chứ đừng làm lố lên mà trong khi đó mình không có cái gì hết. Mấy cái từ ở trong kinh điển giáo pháp của Đức Phật thì ai ai cũng nói được hết á, nhưng mà mình phải thận trọng, giáo pháp của Đức Phật phải hiểu từng chút một. Người nào mà nói ra nghĩ rằng tôi hiểu, hiểu này, hiểu kia, không có đâu. Người đó không hiểu biết gì đâu. Giáo pháp Đức Phật, cái trí tuệ nó lớn lên rất là từ từ. Nó phải hiểu đúng từng chút một. Và chúng ta phải quay đi quay lại vô lượng lần với sát la hiện tại này. Và chỉ có con đường đó thì trí tuệ thực sự, thực chứng của tuệ giác nó mới sanh khởi được thôi. Và chánh niệm trí tuệ nó lớn lên vô cùng là chậm chạp. Nó giống như chúng ta cầm cái chui dao vậy đó. Do vậy mà chúng ta không có đầy đủ cái bản lĩnh, cái sự nhẫn nại để nghe chánh pháp từng chút một á, thì không thể nào mà
chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi được. Đừng có ai nghĩ rằng là ngồi 3-4 thời thiền hoặc là 5-7 năm, 100 năm là đắc được đạo quả. Không. Rồi chúng ta có hiểu đúng pháp đi chăng nữa thì con đường trí tuệ này nó phát triển rất là chậm, bởi vì rất nhiều những cái thực tại đang xen qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Bây giờ chúng ta hiểu được nó bao nhiêu phần? Chúng ta thử nghĩ đi. Thì chúng ta mới thấy được rằng là vô minh không như chúng ta tưởng. Người nào mà trân trọng giáo pháp thì phải thấy được là vô minh rất là lớn. Như vậy trí tuệ phải được vun bồi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mà chỉ có cái nghe đúng về pháp và tiệm cận dần với cái hiện thực đó thì mới có cái sự giác ngộ mà thôi, chứ còn không có con đường nào cả đâu. Và giáo pháp này để xả ly chứ không phải để đánh bóng tên tuổi. Mà tu tập mà càng ngày càng trở thành tỷ phú, trở thành cái này cái kia thì đó là sai rồi. Mà trở thành bần sư, tu tập để xả ly thì nó mới là đúng. Còn mong cầu những cái lợi dưỡng này kia đó, tên tuổi thì nó không có ích lợi gì hết. Như vậy khi nào mà trí tuệ nó sanh thì chúng ta biết là con đường xả ly nó luôn luôn hiện hữu. Như vậy ai tu đúng pháp thì chỉ có xả ly, xả ly, xả ly thôi. Vì thực sự pháp nó vô thường đó. Cái thấy ngày hôm qua nó không bao giờ sanh lại nữa. Cái ngửi ngay khoảnh khắc trước nó cũng không sanh lại nữa. Cái cảm xúc cảm thọ ở khoảnh khắc trước nó cũng không sanh lại nữa. Hành thức ở khoảnh khắc trước cũng không sanh lại nữa. Vô lượng những cái hành thức ở quá khứ cũng đã diệt hết rồi. Ngày mai có sanh khởi thì cũng lại hành thức mới, duyên mới. Chứ cũng không phải là có ai trong ngày mai, hay là trong đời này hay trong đời sau. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ để phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên. Và sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đông chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Và chắc Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Dạ, sư Tuệ Nhẫn cũng đã rời rum. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rum nghe pháp. Dạ, cảm dân xin hồi hướng.
Ya de quá ta sâm ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha ma cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni gan tham ma wa răng pa thiết cha te sắp về bi đúc khát xa kha rộn tu sẵn kha yăng tha tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha phút ga la sẵn khô ngô tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp về bi thẩm ma cha ri nô vô thêm sâm pa phu nê ya ma thăm ma ri ya ba về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.